Thiệu với cả nhà là nguyên bộ sưu tập là tất cả cái đùm số của mình có ha, từ một tốc độ cho tới 11 tốc độ và cái đùm Nuvensi vô cấp thì Hi, xin chào quý vị. Hôm nay mình giới thiệu không phải là giới thiệu bộ sưu tập như lần trước nha. Lần trước mình có clip giới thiệu bộ sưu tập, mà hôm nay mình có một cái clip đặc biệt hơn nữa, giới thiệu chi tiết hơn về cái bộ sưu tập xe đạp của mình. Có cái chủ đề là kính thưa các loại đùm số nha mọi người ha. Thì mình sẽ giới thiệu chi tiết trong bộ sưu tập mình có từ số nhỏ tới số lớn. Ở trong cái bộ sưu tập mình có, rồi tương lai những cái số nào thiếu á, mình sẽ giới thiệu đầy đủ hết mọi người. Thì bây giờ mình cùng mọi người bắt đầu khám phá cái bộ sưu tập kính thưa các loại đùm số của mình nha. Hãy bắt đầu. Rồi, đầu tiên là chiếc xe thần thánh của mình đây nha. Chiếc xe cùi bắp nhất trên đời đây. Thì cái này á, là nó có cái đùm sao với một clip duy nhất. Đó. Cái này gọi là tiếng Anh nó gọi là single speed. Đó, single là một clip duy nhất, một clip một số ha. Đây thì tính năng của nó là đơn giản, gọn, rẻ. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà lúc đầu mình cái clip không á, mình đề ba rất là nặng. Và khi mà chạy xong nó cuồng chân, cái mình muốn tăng số lên không được và mình lên dốc cũng không được. Đó là nhược điểm lớn nhất của xe một clip. Được cái nó đơn giản, nó rẻ tiền nha. Rồi, kế tiếp. Kế tiếp đây là bắt đầu nó nâng cấp lên là đùm 3 số ha. Đây. Thằng này là tại chiếc này chiếc chiếc cổ nha mọi người, chiếc chiếc gấp láp cổ. Đó, rất là hiếm nha. Mai mốt mình sẽ review chiếc này nhưng mà ý nói đùm số. Sao mình biết nó 3 số? Thì mình nhìn cái đùm nó to hơn cái đùm một số nha. Thứ hai là cái bộ phận này là để chuyển số đây, cái ten tăng nó đẩy ra đẩy vô là 3 số. Thì muốn biết chắc ăn nhất là trên đây có cái tay. Đây. Trên đây là cái tay tay sang số của nó đây. Đó, sang 1 2 3. Sang trên đây là 3 số. Rồi, kế tiếp. Kế tiếp ở trên đây cũng là cái đùm 3 số luôn. Đây. Hàng này cũng là hàng siêu hiếm nha. Bữa mình chiếc này mình sẽ sắp review ở trên Lâm Đồng Đà Lạt thì đã nha. Đây. Đùm nó cũng to như vậy nhưng mà đùm này khác. Đùm hồi nãy là Shimano của Nhật nha. Còn này là hiệu Astram. Đây, có chữ Astram đây. Đây. Đó, đùm 3 số. Thì khi mình sang số là nó kéo cái kia dùng cây ti nha, còn đây dùng Sencam nó kéo nè. Đó, đang số 3 là nặng nè. Số 2, số 1. Rồi giờ quay trên đây mình thấy đây. Cái hiệu Estram nó phía trước nè. Estram. Rồi, một số 1 nha. Số 2, số 3. Đó, chả nguội luôn. Nó nặng dần đây. Đây hiệu Estram đây này luôn ha. Đó. Cái đùm này 3 số cũng rất hiếm nè, của Mỹ, Astram của Mỹ, nó có cái đùm 9 số nữa, mình chưa sưu tập, chưa săn được đó. Sắp tới mình sẽ săn cái đùm 9 số. Rồi, cái đây là đùm 3 số này thấy rõ nhất nè, hiệu nè, Shimano Naked luôn nha. Cái này là phiên bản châu Âu nha mọi người. Đó, đùm 3 số nè, quay rất nhẹ nhàng ha. Đó. Đó. Nhẹ nhàng. Còn bên đây, bạn thấy châu Âu là phiên bản nè, cái phần tăng số bạn thấy nè. Đó, nó có chữ Naked luôn là của châu Âu. Rồi, chiếc này là đặc biệt nha, số tự động. Mốt mình sẽ review chiếc này nha. Chiếc này phiên bản châu Âu nè, khi mình quay mình thấy nó sẽ tự động nó sang số đây nè. Khi mình quay đây cái cảm biến từ trường đây nè. Cái cục 500 này nó sẽ đo được cái vòng quay ở đây là xài pin. Khi đủ tốc độ rồi nó sẽ kéo cái phần này, nó kéo cái phần dây này để nó sang số nha. Thì trước mình có giới thiệu, lát mình sẽ có cái chiếc kia số tự động khác nữa. Đây. Quay bắt đầu lên nè. Đó, thấy ha. Thấy cái vàng vàng không? Cái vàng vàng nè là nó tự kéo số nè. Đó, khi nó trả giảm nó giảm giảm tốc độ trở lại là nó sẽ trả lại cái số thấp ha. Đây đang ở số 3 nè. Đây đang số 3 nè. Bạn thấy nè, khi bắt đầu nó giảm lại nè. Nó trả lại nè. Đó, nó trả lại số 1. Mình quay lại cho bạn coi nè, bắt đầu lên số 3 nha. Cái gì vàng vàng đó đó. Đó, lên ép lên lần số 3 luôn. Thường mà chạy là số 2, tại này cái trớn nó không chạy không tải á, trớn dữ lắm, là số 1 chạy qua số 3 luôn. Đó. Thắng một cái. Thằng này thắng trả lại luôn, đặc biệt cái đùm này trả lại thắng nha mọi người. Đó. Nó quay nè.
đó, mặc dù ba số chứ nó cũng khác nhau lắm đó, trả lại thắng nè, đó giống chiếc ghia vậy đó, trả lại thắng nè, đó rồi. Rồi đây kế tiếp chiếc này, chiếc này cũng là ba số nha, mà giấu trong đây Shimano rất là đẹp. Chiếc này Test Lam, đợt trước là mình có review chiếc này rồi đó, quay ba số ha, cũng trả lại thắng luôn, ba số trả lại thắng. Cái này nó khác nha, cái này nó sẽ tự động luôn nhưng mà nó lấy năng lượng từ bánh trước đây đó, mình quay bánh trước nó sẽ kêu cái ẹt nè đó. Đó, đủ năng lượng ha, bánh trước nó tự đo vòng quay và nó cung cấp điện luôn đó, cái ẹt nè, mọi người nghe cái ẹt nè đó. Cái thằng này là bộ điều khiển nó nằm ở đây, nó xài pin, nó dùng cái từ trường, còn quỹ này là cảm biến vòng quay, nó cung cấp điện cho cái bộ điều khiển dưới này đó. Bộ điều khiển dưới này là nó đủ điện, cái nó đủ vòng quay trên đây, nó sang số lần này hay hơn, đẹp hơn ha. Rồi kế tiếp ba số, bây giờ tới bốn số đây. Đùm bốn số này cực hiếm nha, mình có một chiếc duy nhất này bốn số thôi, mặc dù nó cũng cổ rồi, chiếc này cổ rồi, đùm bốn số thì mình thấy nó phân biệt sao? Nếu mà kinh nghiệm mình đoán là nó sẽ to hơn đùm ba số, và đâu ở trong nhỏ ngoài to đây đó, là cấu tạo đùm bốn số. Mà khi bốn số là cơ chế cơ cấu nó khác nè mọi người, nó không có dùng cái ti nữa mà nó dùng cái xoay giống như năm số bảy số đó, hay tăng giảm số nè đó, cốc trả đó. Để rõ ràng nhất là mình coi trên tay tay số đây, đây mọi người thấy không, bốn speed nha, là bốn tốc độ nè, 1 2 3 4, thấy không, Shimano Nesset luôn, tim dặn nè đó, số 3 số 4 ha, đi trả lại đó, này số 1 nè, rồi lên số 2 3 4, thấy không, bốn số. Đây là chiếc này là đùm bốn số cũng khá hiếm nha. Rồi bắt đầu sang năm số này là cũng là Shimano của Nhật, đa số là Shimano của Nhật hết mọi người à. Rồi này Shimano 5 số đây, có chữ 5 này, internal 5 ha, internal 5 là 5 số, mà nhìn cái đùm nó mình cũng đoán được rồi, nó giống 4 số mà nó cải tiến hơn, nó nhìn nó mềm mại bầu bỉnh hơn đó. Chắc ăn nhất là cái tay đây, nó có cái tay bấm 5 số mọi người ha, đó 1 2 3 4 5, trả lại 1 2 3 4 5 đó. Này 5 số Shimano Nesset, thằng này là 5 số tay bấm, đây mình bấm nè đó, bấm đó, số 5 4 số 3 số 2 số 1. Rồi kế tiếp là đùm 5 số tiếp nha, Shimano Nesset 5 số ha, kiểu dáng nó cũng giống cái đùm hồi nãy, nhưng mà nãy là tay bấm, này tay dặn nha mọi người, đây tay dặn đây, tay dặn rồi, quay lên thấy số luôn nè, 1 nè, 2 3 4 5 không, để 5 speed ha, đó nó rõ ràng. Nếu mình không quen á, mình nhìn trên đây là mình biết 5 tốc độ là 5 speed, còn nhìn xuống đây nhìn, nếu quen nhìn kiểu dáng đùm là biết 5 số rồi. Rồi qua một phân khúc nữa, nâng cấp lên ha. Đây là đùm 7 số. Đây cái đùm này á, nhìn nó sáng ha, nhôm nó sáng rồi, lâu ngày á, nó cũng bị bay cái mạc rồi. Đó, mình chỉ thấy cái hình dạng vậy thôi, mình thấy nó là giống 5 số mà nó to hơn 5 số. Nếu mà nhìn quen cũng biết nó là 7 số ha. Đó, đây, khi mà dặn xây nè ha, tên số đây. Đây đó, trả lại số 7 nè, 6 nè, 5 nè, 4 nè, 3 nè, 2 1, thấy không, đây tay dặn nha mọi người, 7 số tay dặn đây, nhìn là 7 số ha, nhìn giữa cái đùm số với lại những nhiều clip nó nhìn nó khác, nhưng nhìn quen là biết này 7 số nè, 2 3 4 5 6 7, đó đùm 7 số ha. Đây rồi kế tiếp là 7 số nữa, có 3 cái đùm 7 số để cho mọi người theo dõi ha. Đây 7 số mà nó mạ chrome rất là đẹp ha, nó cũng giống cái bên kia đây, còn đây còn Shimano Nesset luôn nè, phiên bản châu Âu ha. Đó, quay rất là ngon lành ha. Đó, hiệu mình sang số nè. Đó, đây số 1 nha, bắt đầu quay nè, số 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 7 nè. Đó, cái này số 4 5 6 7, kéo 7 hết ga luôn, 7 là quay rất là nhanh nha. Đó, được chưa? Rồi, trên đây tay số dặn đây nè, đang số 7 nha.
Đó, cái tay nó cũng khác hơn kia nữa ha, cửa phiên bản châu Âu. Trả lại 6 nè, 5, 4, 4 là đỏ nha, 4 là ngang mức giữa, 3, 2, 1, à, thắng luôn. Rồi, kế tiếp, thằng Nesset này cũng phiên bản châu Âu luôn, 7 số ha, cái chữ Nesset đó nè ha, Nesset rất là rõ, này đồng nguồn rất mới nha. Đó, internal 7 Nesset, này, đây, số 1 đây, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha mọi người. Rồi mình trả lại đây. Trên đây 7 số còn rất mới nè. Simulo nó sệt luôn nè. 7 ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thì cái này mình trả nguội được hết ha. Đó, điểm số hay cái là trả nguội. Chiếc này cũng độc lạ nha mọi người. Phiên bản châu Âu từ Đức luôn nha. 100% từ Đức, xe nữ. Mốt mình sẽ review chiếc này cho mọi người xem nha. Đó, chưa review. Rồi, qua một cái phân khúc đỉnh hơn. Đùm 8 số. Đây, Shimano Nesset luôn. 8 số á, mình thấy nó sẽ mập hơn 7 số và nó nhìn nó mềm mại hơn, nó tròn trĩnh hơn. Đây, Shimano Nesset ha. 8 số nó cũng rất là nhiều loại. 8 số này cơ bản nhất là Shimano Nesset nè ha. Đó. Đây. Shimano Nesset đây, đó, Japan luôn, nó có mã số luôn. Cái này là SC831 gì đây, R831 gì đó. Đó. Mình xe ben luôn nha. Đây, nó là tay bấm nè. 8 số là lên tay bấm rồi. Đó, bấm đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hầu này là 8 nè. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 số nha mọi người ha. Rồi, kế tiếp nha. 8 số cũng là 8 số nhưng mà phiên bản cao cấp hơn. Simon sẽ có cái viền đỏ nha mọi người. Nó y chang kia mà có viền đỏ. Cái tính năng nó vượt trội hơn. Đây, quay đó. Êm ha, rất là êm. Rồi, số sang đây. Đây, tay số nè, số 1 ha. Cái này tay bằng nè. 8 số tay bằng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. Trả lại. Đây. Đó. Quay dưới này trả nè, đó. Lên số trả nha. Đó, trả nguội luôn. Đó, ưu điểm là vậy ha. Rồi, kế tiếp nâng cấp lên 8 số nữa. Mà dòng cao cấp nhất của 8 số đây, Shimano Anfield ha. Anfield. Rồi, quay ngược lại cho mọi người coi. Đó, Japan luôn. Đó, Anfield Japan nha, 8 số. Đây, mà tay bấm cho mọi người coi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rất là êm nha, trả lại. 7 6 5 4 3 2 1 luôn. Đây, tay bấm nha. 8 số tay bấm. 6 7 8. Rồi, kế tiếp nữa, kế tiếp là mình sẽ giới thiệu cho mọi người coi nha. Rồi, thằng này cũng 8 số mà rất đặc biệt. Chiếc này là cái chiếc thứ hai mình review đó cho mọi người coi nha. Thằng này là Shimano 8 số mà Shimano không thôi, mà cái đùm rất là đẹp đó, nó áo nhựa phía ngoài mọi người. Đó, đặc biệt là thằng này là câm ít nha, có 24 câm thôi. Đây, Shimano mã số rất là lạ nè. Queo ha, chữ V đúp là cái queo bánh đó, nó set nguyên một cái cặp bánh luôn. S501. Đây. Tay bấm nè mọi người, đây, bấm nè. 2 3 4. Đây thì 4 nè, 4 là ngay mức vàng này mọi người ha. Đúng 4 nè. 5 6 7 8. Đây, tay bấm này mọi người ha. Mình xài tay bấm Shimano Anfield nha. Đó, 8 nè, 7 nè, 6 nè, 5, 4, 3, 2, 1. Bấm rất là nhẹ nhàng. Đó, nó đi cặp bánh nó luôn nha, bánh trước. Bánh sau này, bánh trước cũng là Shimano luôn. Đùm năng lượng, phát điện, thắng đĩa. Đó, đặc biệt là đùm Alpha là thắng đĩa nha mọi người. Đây, Alpha cao cấp lên là nó nâng cấp thắng đĩa hồi nãy. Mấy kia thắng bố, thắng đùm, thắng bi với lại thắng càng thôi. Còn này là thắng đĩa luôn nha, thắng đĩa. Rồi, đây là một tiếp một cái đùm 8 số. Hồi nãy mấy đùm kia là của Shimano nha, còn đây 8 số mà Stormy Archer. Cái đùm này của anh nha mọi người, nó lịch sử của nó là trước Shimano luôn á, nó có đùm 3 số, 8 số. Đây. Shimano đây, mã số nó đây. XRK8 này. VW.
Đó, đùm này bữa mình cũng có review chiếc này rồi. Đây nó xài tay bẵng nè, đây nó sang số nè. Nó cũng xây, cơ chế xây nó giống vậy ha, giống Shimano. Đó, xài lip rất là to. Đây, đặc biệt nó xài tay bẵng. Khi mà số 8 là số lớn nhất, nhưng mà ngược lại mình dặn đây, mình dặn nó thành số nhỏ, thì số 1 là nhẹ nè. Bắt đầu mình chạy, mình tăng tốc lên chạy số 2. Nó ngược Shimano. Mà tính ra nó cũng hay là khi mình trả số tức thời nó đỡ bị tuột số ha, nhanh. 8 speed này, tuột may Archer 8 bit nha, 8 speed. Đó. Này cũng hiếm nha mọi người, 8 số ha. Rồi bây giờ tới review đỉnh của đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh Shimano là Shimano Anfield. Đây. Shimano Anfield 11 nha, thấy số 11 không? Trời ơi. Đùm nó đen, mạ đen, mạ chrome sáng bóng luôn, đường phản internal 11 nha. Đây Shimano SH SG S700 Japan đó. Cái đùm này là bạn thấy là 11 số, mà kích thước trọng lượng nó cũng bằng khoảng 8 số thôi, thì những chi tiết trong đó rất là tinh tế phức tạp ha. Nó xài bằng dầu luôn, giống như là hộp số rồi đó. Xài khi nào mà cầu 20.000 cây số thì mình mới thay dầu nó nha. Chiếc này mình chạy kiển chắc chưa tới 500 cây nữa. Đây. Xe quay siêu nhanh luôn. Đây số 1 nha. Số 2. Cái này số 1 ngược lại tay bấm ha. Đâu số 2. Số 3. Số 4. Số 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Trời ơi, quay khủng khiếp luôn. Wow. Trớn dã man luôn. Xe đua niền xé gió nha. Đó, kết hợp với giò dĩa nè, alpha giò dĩa cốt rỗng siêu đẹp luôn. Hàng bây giờ hiếm lắm mọi người, mình đặt là trên Amazon 10 năm trước, bây giờ hàng này siêu hiếm luôn. Gắn xứng tầm với thằng carbon, sườn carbon, mà chân này là chân, mọi người để ý không, chân này chân thẳng, cho nên mình không có xài cái tăng sên cùi đề gì hết, nó rất là gọn. Đây mình bấm cho mọi người xem tay bấm đây. Hồi nãy mình bấm đang ở 11 số nha. Số 11 mình có thể trả nguội đây. 11 giờ mình trả lại đây. 9 8 7 6 5. Này hay cái mình có thể chị xả double nha mọi người, mình nhấn sâu vô nè. Đó, một lần hai số luôn. Đó. Mình trả ngược lại, có thể xả hai số luôn. Đây. Rất là hay ha, double luôn á. Cơ chế double. Đó. Trả lại đây. Này số 1 nha, bắt đầu số 1 nè. 2 nè, 3 4 5 6 ha. 6 là ngay đây. Đó. Bấm rất là chính xác nha. Đó. Rồi Shimano Anfield. Rồi một con nữa, tàn này hiếm độc quá, mình có chỉ có hai chiếc này thôi, hai chiếc rồi. Đây cũng cái đùm y chang cái đùm kia, cũng 11 số, không có gì khác hết, nhưng mà nó xài dây Curo nha mọi người. Thằng kia là xài sên lip, thằng này dây Curo, nó chỉ khác cái phần nhông này thôi. Thằng kia là mình, thằng này thắng đĩa luôn mọi người nha, thằng kia là thắng càng. Ngày khác kia thắng đĩa, kia gắn thắng đĩa được luôn, nhưng mà do cái xe cuộc nó không có thắng đĩa ha, xe cuộc cái sườn nó không có để gắn thắng đĩa được, cho nên mình không gắn. Đây thằng này cũng quay ngon lành luôn. Đây đó, thì tay sang nó cũng giống vậy ha. Đây bấm y chang luôn, do cái này cấu tạo nó hơi chuối xuống mình mới như vậy đó. Có thể để double luôn, trả double luôn, một số cũng được, hai số cũng được, tại vì nó biên độ nó rộng quá, 11 số thì mình muốn sang một lần hai số để cho tăng tốc nhanh hay giảm tốc nhanh thì đó, đặc biệt này nó có vậy được vậy ha. Rồi xong, bây giờ kế tiếp là một cái đùm siêu lạ luôn, mình cũng có review này rồi. Thì thằng này bạn thấy không, đó này nó không hẳn là đùm số nha, Nuvinci N360, đùm này của Mỹ mọi người, nó hơi to nhưng mà tiện cái là nó đùm vô cấp luôn, nó giống như xe tay gà. Đây mình dặn ga cho coi nè. Đó, thay vì kêu cọc, mình trả nó xây nè. Đó, hay lắm, lên xuống vậy, xe kéo là không có kêu vậy, rất là êm. Không có số, không có sợ bị tuột số vậy đó. Không sợ bị tuột số luôn. Đây, Nuvinci. Đây, mình trả giống tay ga đây mọi người ha. À, cái này lâu ngày nãy rồi, chứ lúc đó nó có cái tín hiệu để mình biết lên dốc xuống dốc nè. Đây, thí dụ mình đầy ba, mình trả ga là nhẹ nhất nè. Đó, bắt đầu mình chạy, hồi có trớn, cái mình lên ga tăng tốc độ nha, cái mình dừng lại mình trả lại, hoặc là đoạn đèo dốc á mình trả lại để mình leo lên rất là nhẹ, nó chậm nhưng mà nó
cái hiệu suất nó rất là mạnh ha. Thằng này là chạy đường trường tốc độ đây. Thì sắp tới mình sẽ build thằng này là 360 độ. UNC 360 thì mình sẽ tới cái thằng đỉnh của nó. Thằng đỉnh của nó là 380 đây, mình trải nghiệm quay chơi ha. Dự này đang tốc độ thấp nè. Đó, mình lên ga nè. Lên ga thấy không, cũng cùng tốc độ quay của cái dĩa mà nó tăng giả mang không? Đó. Đó. Thấy không? Giả mang luôn. Rất là êm nha. Nghe cái tiếng kêu là cái dĩa nó hơi bị nhảy á, nó hơi kêu chút xíu thôi, chỉnh lại là nó hết. Đó, sắp tới mình sẽ có những cái đùm đủ bộ nó luôn, 330 này, 360. Nó sẽ có 330 và 380. Rồi, mình vừa giới thiệu với cả nhà là nguyên bộ sưu tập là tất cả cái đùm số của mình có ha, từ 1 tốc độ cho tới 11 tốc độ và cái đùm UNC vô cấp. Thì mình còn thiếu những cái đùm như là 2 số nè, 6 số không biết có, nhưng mà 9 số là của SRAM mình chưa có nha. Rồi sắp tới mình sẽ sưu tầm cái đùm 14 số là đùm đỉnh luôn ha, của Rolof của Đức. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nha, để theo dõi những cái clip sắp tới. Và nhớ chia sẻ với mọi người kênh này. Xin chào và hẹn gặp lại.